Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Triệu Gia, bộ truyện hôm nay có tên là Tinh Kiếm Tôn, tác giả Lưu Hạ, thể loại, adventure, fantasy, manual, chuyện được biên tập lại bởi team Triệu Gia, chuyện tranh được tổng hợp từ các trang truyện trên Internet, chuyện chữ có trên truyện dịch com Rất mong được các bạn ủng hộ, nếu muốn đôn cho nhóm, thông tin mình để dưới phần mô tả nhé. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Trong khoảng thời gian gần đây, vận khí của Thủy Gia không được tốt cho lắm, đã hai lần trở thành trò cười của thiên hạ. Lần đầu tiên là tại phòng đấu giá Tây Phong, thủy thiên nguyệt bày ra bộ dạng hồng hách muốn mời chào sở hành vân làm khách khanh của thủy gia tuy nhiên lại bị sở hành vân chế nhạo cùng đua dỡn ngược lại điều đó không chỉ làm nàng bị mất mặt mà còn kéo theo thủy gia khiến cả gia tốc vì thế mà hổ thẹn từ lúc đó cho tới bây giờ chỉ mới qua vài ngày đến hôm nay tần vũ yên trước mặt mọi người tuyên bố bách bảo lâu từ giờ sẽ cắt đứt mọi quan hệ cùng thủy gia mà không hề có một lý do chính đáng việc này không chỉ khiến toàn thủy gia một lần nữa phải hổ thẹn mà còn khiến căn cơ của thủy gia bị thiệt hại nhưng hết thảy tất cả mọi việc xảy ra người khởi xướng là sở hành vân lại hoàn toàn không biết một chút gì mà cho dù hắn có biết cũng sẽ không để ý đến hắn trở lại sở trấn thì tức tốc xông vào phòng tiến vào trong luân hồi thạch tần vũ yên đúng là không đơn giản mới ngắn ngủi mấy ngày đã lờ mờ đoán được mục đích của ta cũng không phải là khai thác linh tài tài nguyên ở phượng tây sơn sở hành vân ngồi xuống xếp bằng vừa nghĩ tới hành động của tần vũ yên đêm nay cũng cảm thấy có chút thú vị từ lúc bắt đầu khi hắn đưa ra điều kiện hợp tác cùng bách bảo lâu muốn khai thác linh tài tài nguyên ở phượng tây sơn tất cả chỉ là một sự ngụy trang mà thôi những điều này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào, ngay cả là Thủy Lưu Hương cùng Sở Hồ cũng đều hồn nhiên chẳng biết chút gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cô nàng Tần Vũ Yên này, lướt mắt một cái lại nhận ra ngay, còn nhiều lần muốn thăm dò Sở Hành Vân, muốn moi ra tin tức từ trong miệng của hắn. Theo phỏng đoán của Sở Hành Vân, Tần Vũ Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng sẽ âm thầm phái người điều tra Phượng Tê Sơn. Bất quá, những việc này Sở Hành Vân cũng không thèm để ý, lại càng không lo lắng Tần Vũ Yên có thể điều tra được cái gì, nguyên nhân rất đơn giản bởi vì mục đích của giả hành vân cũng không phải là phượng tây sơn mà là tàng long sơn ngay bên cạnh phượng tây sơn tàng long sơn là một toàn núi trọc thế núi không cao chỉ khoảng cây số hơn không giống với phượng tây sơn sinh cậu ung tùm tàng long sơn là một vùng khỉ ho cò gáy cả toàn núi đều trống không hết sức hoang vắng ít người qua lại nhưng chính là một toàn núi hoang như thế lại ẩn giấu một tòa động phủ của cường giả ở đời trước lúc giả hành vân đã có một thân thực lực cao cường hắn muốn điều tra tung tích của cha mẹ nên đã từng trở lại thành tây phong một lần cũng chính vào lúc đó, hắn vô ý phát hiện bí mật ẩn giấu ở Tàng Long Sơn. Lúc đó, Sở Hành Vân đã tiến nhập vào động phủ, hắn phát hiện cả tòa động phủ bị vây trong trạng thái phong bế, sợ rằng đã hơn trăm năm không người qua lại, mà ở trong một gian mật thất, hắn phát hiện một đống cho cốt, theo phán đoán của Sở Hành Vân, phần cho cốt này hơn phân nửa là thuộc về chủ nhân động phủ. Võ đạo một đường, không những đầy rẫy gian nguy chắc trở, mà còn gặp phải rất nhiều bình cảnh, có nhiều cường giả muốn đột phá bình cảnh, đều lựa chọn bế tự quan, một khi ngộ đạo sẽ bước vào cảnh giới hoàn toàn mới, có một số người bị bình cảnh vây khốn, đôi khi vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nào nữa. Chủ nhân động phủ này hơn phân nửa thuộc về dạng người phía sau, bởi vì không cách nào đột phá bình cảnh, tẩu hòa nhập ma, cuối cùng chết ở trong một thất. Do vị cường giả đó bế từ quan nên động phủ được bảo quản rất hoàn hảo, không chỉ lưu lại nhiều công pháp võ học, ngay cả linh thạch linh tài cũng không ít, có khi còn nhiều hơn thế. Nhưng những thứ này, sở hành vân không thiếu, càng không thể lọt vào tầm mắt của hắn, thứ hắn mong muốn là chuôi chảm không kiếm kia. Chảm không kiếm là bội kiếm tùy thân của chủ nhân động phủ, đứng hàng pháp khí cấp thấp, mũi kiếm sắc bén, có thể phóng ra chạm không kiếm khí khiến người khác trở tay không kịp. Loại kiếm khí phẩm cấp này, cả thành Tây Phong căn bản không có, ngay cả 13 tòa thành xung quanh cũng khó mà tìm đến một thành. May ra chỉ có Hoàng Thành, hoặc thế lực khổng lồ như Nam Đại Vũ phủ mới có thể có được, nếu Sở Hành Vân có thể đem chạm không kiếm nắm tới tay, thực lực của hắn sẽ đề cao một mảng lớn. Ta mượn cớ khai thác linh tài, đã âm thầm đem Tàng Long Sơn triệt để phong tỏa, những người không có phận sự căn bản không cách nào đi vào, kể từ đó, Ta sẽ thuận tiện lèn vào trong cường giả động phủ. Sở hành vân thẩm nghĩ trong lòng từ lâu đã có kế hoạch. Cái kế hoạch này trước khi Sở hành vân cùng Bách Bảo lâu hợp tác cũng đã nghĩ xong. Cho tới bây giờ mỗi một bước đều ở trong kế hoạch của hắn, không hề bị bất luận kẻ nào phát giác. Cho dù là Tần Vũ Yên đều không hề phát hiện được bất kỳ dấu vết gì. 2 triệu 222 trăm chủ nhân tòa động phủ tuy rằng đã chết, nhưng cả tòa động phủ cũng bị vây trong trạng thái phong bế. Lấy thực lực bây giờ của ta sẽ rất khó có thể đem tòa động phủ mở ra hoàn toàn trước đây sở hành vân sở hữu thực lực rất mạnh hắn muốn đánh mở một tòa cường giả động phủ tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng hiện tại hắn chỉ có tu vi thối thể cảnh tứ trọng thiên nhất định không có cách đạt được trình độ đời trước vì lẽ đó sở hành vân mới cần tới mặc linh đỉnh hắn muốn đích thân luyện chế đan dược đề thăng tu vi của mình dù sao thân phận của hắn là luyện đan sư cấp 8, bất kể là thủ pháp luyện đan hay là số lượng toa thuốc nắm giữ đều vượt hẳn tần vũ yên cho dù hiện tại tu vi không cao nhưng tùy tiện luyện chế một quả đan dược vẫn so với tần vũ yên tốt hơn gấp mấy lần trong khoảng thời gian này ta sẽ bế quan tu luyện, nỗ lực đề thăng tu vi của mình, cũng mượn khoảng thời gian này rèn luyện sự kiên trì của Tần Vũ Yên. Nếu Tần Vũ Yên muốn điều tra, Sở Hành Vân sẽ đơn giản để nàng điều tra, qua một thời gian dài, nàng sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, cuối cùng sẽ không giải quyết được gì, nghĩ tới đây, Sở Hành Vân lại đem khối thanh thủy thạch to lớn ra. Ở dưới ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu rọi, khối thanh thủy thạch này phát ra một tầng ánh sáng màu xanh, có vài phần giống màu ngọc bích, chứ điều đó ra, sẽ không có một điểm khác thường nào so với khối thạch khác. Sở Hành Vân tìm một thanh chùy sắt nặng hai tay nắm chặt, sau đó giơ lên thật cao, oanh. Một chuyện này, hầu như dùng hết tất cả khí lực của Sở Hành Vân, chùy sắt nặng nề đập vào trên thanh thúy thạch, trên bề mặt kiên cố của viên đá lập tức xuất hiện chẳng chỉ vết đất, một tia sáng màu tím nhạt như có như không từ bên trong phóng ra. Thấy thế, vẻ mặt Sở Hành Vân mừng như điên, lại lần thứ hai đem truy sắt giơ lên, chẳng hề mệt mỏi đập xuống, không biết hắn đã vung bao nhiêu chùy, khối thanh thúy thạch rốt cục ầm ầm vỡ vụn, từng mảng đá vụn nổ tung ra, thậm chí có một số chỗ bị đập thành một phấn sở hành vân cũng không có để ý tới đống đá vụn này hắn tỉ mỉ quét nhẹ trên mặt đất rốt cục ở giữa một đống đá vụn hắn phát hiện một viên tử sắc ngọc thạch nhỏ bằng móng tay viên tử sắc ngọc thạch này có chút kỳ dị cảm giác rất mềm nhưng lại tàn mát ra một mùi thơm như có như không quả nhiên là độc hồn hương sở hành vân trong mắt sáng lên lập tức tìm một cái bình ngọc thận trọng đem viên tử sắc ngọc thạch bỏ vào cái gọi là độc hồn hương là một loại ngọc thạch cực kỳ hiếm loại ngọc thạch này không thể dùng để rèn luyện hoặc chế tạo bởi vì nếu đứt trái chúng sẽ lập tức hóa thành khí kèm theo độc tính cực kỳ kinh khủng người bình thường nếu sở hữu loại ngọc này hầu như không dùng được thậm chí cũng không hề ảnh hưởng đến tính mệnh tuy nhiên sở hành vân lại biết một loại biện pháp có thể lợi dụng đặc tính của độc hồn hương để chế tạo ra một món ám khí giết người không thấy máu kiếp trước sở hành vân cũng từng chiếm được độc hồn hương hắn đối với loại độc có mùi thơm dịu này rất quen thuộc cho nên hắn mới biết bên trong thành thúy thạch có một viên độc hồn hương độc hồn hương là một loại đá đặc biệt có độc tính cực kỳ khủng bố nếu để cho tên ngũ độc kia thấy nhất định hắn sẽ cướp đi dù sao vinh vạn độc huyết tích của hắn thích nhất là nốt loại độc này lúc nhìn viên độc hồn hương trong bình ngọc sở hành vân đột nhiên nghĩ đến một người bạn cũ ở kiếp trước bỗng nhiên sau đó hắn lại nghĩ đến tiêu hình thiên ánh mắt hắn nhất thời trở nên trầm xuống cho tới giờ sở hành vân cũng không nghĩ ra tiêu hình thiên vì sao phải giết hắn hơn nữa còn xuất thủ quả quyết như thế không chút do dự dường như âm mưu này đã chuẩn bị từ lâu rồi biết người biết mặt nhưng không biết lòng nếu ta đã sống lại hiển nhiên kiếp này sẽ không mắc phải sai lầm trước kia sau này nếu như ta gặp phải tiêu hình thiên thì nhất định sẽ báo thù nhát thương kia sở hành vân hít sâu một hơi thầm nghĩ trong lòng hắn lấy mặc linh đỉnh ra rồi xếp bằng ngồi xuống đem linh lực trong cơ thể phát ra ngoài sau đó rót một tia linh lực vào bên trong đỉnh rồi nhanh chóng mở bình ngọc ra ném viên độc hồn hương vào bị linh lực bao bọc độc hồn hương không có tản mát ra trước khí độc nào ngược lại từ từ dao động có khuynh hướng hỏa tan độc hồn hương gặp lửa sẽ cháy chỉ có dùng linh lực bọc lại mới có thể khiến nó không tỏa khí độc ra tiếc là bây giờ linh lực của ta quá yếu chỉ có thể tiến hành từng chút Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, sau đó nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý bắt đầu hòa tan độc hồn hương. Trong thời gian đó, Sở Hành Vân dường như chỉ ở trong không gian luân hồi thạch, lúc thì hòa tan độc hồn hương, lúc thì luyện chế đan dược, khi nào hết linh lực thì nghỉ ăn thối thể đan cùng dưỡng linh đan để bổ sung. Thời gian rảnh rỗi sau đó, Sở Hành Vân cũng không dám lãng phí, dốc lòng tu luyện công pháp vô danh và phong lôi kiếm quyết, tận dụng tối đa, không chế này. Phía ngoài sở chấn, bên trong một căn nhà gỗ, Sở Bình Thiên cùng đám người nhị trưởng lão tập trung một chỗ, chỉ thấy sở bình thiên nhìn về phía mọi người mở miệng nói ta đã phái người điều tra rõ công việc khai thác tài nguyên ở phượng tề sơn cùng một số vấn đề sở hành vân đã sớm đạt thành hợp tác hiệp nghị cùng với bách bảo lâu bởi vậy đại hội gia tộc lần đó tân sơn mới có thể xuất thủ kỳ thời như thế tất cả đều nằm trong tính toán của sở hành vân tuổi còn nhỏ mà lòng dạ khó lường vậy ta thật sự đã xem thường hắn nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói khai thác linh tài nhiều ngày đã mang đến cho sở gia lợi nhuận to lớn ta vốn định lợi dụng điểm này phát ra tin đồn nhảm gán cho sở hành vân tội chiếm tài sản không nghĩ tới Sở Hành Vân lại đem tất cả tài phú này sung công không mảy may thu lợi. Lúc này chỉ chúng ta ra, hầu như toàn bộ tộc nhân đều thừa nhận chức gia chủ của Sở Hành Vân, coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì Sở Trấn sẽ không còn chỗ cho chúng ta đặt chân nữa. Nghe được lời này của Tam trưởng lão, sắc mặt của tất cả mọi người đều nhăn nhó khó coi, mối quan hệ giữa họ và Sở Hành Vân giống như nước với lửa, đã đến mức không thể hòa giải, Sở Hành Vân càng đắc ý, đối với bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngược lại còn có nguy cơ táng thân nếu không muốn bị sở hành vân xem nhẹ chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường ám sát hắn nếu không chúng ta cũng không thể sống yên ổn được sở bình thiên trầm giọng toát ra sát ý băng lãnh nói sở bình phong lắc đầu nói sở hành vân với bách bảo lâu có mối quan hệ không tầm thường nếu như chúng ta động thủ chắc chắn bách bảo lâu sẽ không bỏ qua cho chúng ta chuyện này nguy hiểm quá lớn không đáng giá bách bảo lâu thực lực cường hãn ngay cả phủ thành chủ cũng không dám đụng đến nếu như giết sở hành vân bách bảo lâu nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn đến lúc đó tất cả bọn họ đều phải chết cái này thì chưa chắc sở bình thiên cười lại một tiếng bách bảo lâu sở dĩ giao hảo với sở hành vân là bởi vì sở hành vân cho ra rất nhiều lợi ích đối với bách bảo lâu sở hành vân chính là một đối tác làm ăn chứ thật ra cũng không quá tốt chỉ cần chúng ta giết sở hành vân đoạt được kim ấn gia chủ như vậy toàn bộ sở ra đều nằm trong tay chúng ta đến lúc đó chúng ta chủ động nhượng bộ cho bách bảo lâu càng nhiều lợi ích thử hỏi trên đời này làm gì có thương hội nào vì một người chết sẽ bỏ qua lợi ích trước mắt đồng tử bọn họ co lại không sai bách bảo lâu coi trọng nhất là lợi ích tần sơn đối đãi với sở hành vân chẳng qua cũng chỉ là vì đối tác làm ăn mà thôi giết sở hành vân thì hắn cũng chỉ lo lắng về hợp tác hai bên đến lúc này sở bình thiên lấy thân phận gia chủ sở gia tiếp tục cùng bách bảo lâu hợp tác còn nguyện ý chia nhiều lợi ích hơn chắc chắn bách bảo lâu sẽ không truy cứu nữa mà còn coi hắn là thượng khách nhưng sở hành vân bế quan cả ngày chúng ta muốn giết hắn cũng không dễ a à. nhị trưởng lão vẫn còn một ít lo lắng cho dù có bế quan tu luyện thế nào thì luôn có một ngày sẽ xuất quan chỉ cần chúng ta có thể nắm bắt cơ hội này, ta không tin với tu vi phế vật thôi thể tứ trọng thiên lại có thể thoát khỏi ám sát của chúng ta. Thời gian trôi qua thấm thoát đã 10 ngày liền. Thế giới bên ngoài được 10 ngày, nhưng bên trong không gian luân hồi thạch đã là 50 ngày, ở trong đó cần 2 tháng, đan dược sở hành vân đem theo cũng nước hết sạch, cuối cùng cũng khiến linh lực cơ thể tu luyện tới viên mãn, hơn nữa thành công bước vào tu vi cảnh giới ngũ trọng thiên. Lần đột phá này, tốn khá nhiều thời gian, sở hành vân cũng không bất mãn, ngược lại cực kỳ mừng rỡ bởi vì hắn không chỉ luyện chế thành công ra được đan dược nhị phẩm mà còn hòa tan được viên độc hồn hương trước mắt trên mặt linh đỉnh đang lơ lửng một giọt chất lỏng màu tím giọt chất lỏng màu tím này chính là do độc hồn hương dung hóa thành tạp chất bên trong nó cơ bản đã bị sở hành vân loại trừ hoàn toàn tinh thuần tới cực điểm mùi hương tàn mát thơm dịu trở nên nồng đậm hơn rất nhiều sở hành vân lấy ra ba cây ngân châm đã sớm chuẩn bị từ trước bày ra chỉnh tề phía dưới rồi sau đó thu linh lực trên đó lại giọt chất lỏng màu tím kia liền rơi vào trên ngân châm chậm rãi tan phát ra tiếng kêu xào sào. Không lâu sau đó, chất lỏng màu tím này hoàn toàn dung nhập vào bên trong ba cây ngân châm. Nhìn qua cây ngân châm này với cây ngân châm bình thường không có gì khác nhau, điều khác biệt duy nhất chính là mùi hương thơm dịu tàn mát ra, cuối cùng cũng đại thành công. Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí cất ba cây ngân châm lại, trên mặt mừng rỡ lạ thường. Cây ngân châm này một khi đã đâm vào trong cơ thể độc tính bên trong sẽ lập tức phát ra, trực tiếp xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của đối phương, cho dù là cường giả địa linh cảnh cũng khó mà sống sót cũng không sai khi nói, lúc này Sở Hành Vân đã có thêm ba cái bùa hộ mệnh có thể chuyển bại thành thắng trong nháy mắt. Có ba cái độc hồn châm này, sau này ta cũng cơ hội an toàn rất nhiều, nhưng không phải, thời khắc quyết định thì tuyệt đối không thể để lộ, một khi xuất thủ nhất định phải giết người diệt khẩu. Sở Hành Vân nghĩ thầm trong lòng, thật phù vô tội hoài bích có tội, đạo lý này hắn rất rõ. Cũng giống như ám khí độc hồn châm kinh khủng như vậy, lực sát thương cực lớn, nhưng đồng thời cũng cực kỳ quý giá. Sở Hành Vân rời khỏi phòng, hắn vừa tới bên ngoài liền nhìn thấy Thủy Lưu Hương. Lúc này nàng mặc một lớp bạch sắc lụa mỏng, đứng tựa cửa, đầu ngước lên cao, có chút thần thờ nhìn bầu trời, trang cảnh này trông như một bức họa tuyệt thế, nó khiến Sở Hành Vân có chút không nỡ phá vỡ. Vân ca ca, huynh đã xuất quan. Hình như cảm giác được điều gì đó, Thủy Lưu Hương quay đầu lại, nàng nhìn về phía Sở Hành Vân, trên mặt lập tức hiện lên hai má lúm đồng tiền, bước nhanh về phía hắn, xin lỗi đã khiến nàng phải lo lắng, Sở Hành Vân tiến về phía Thủy Lưu Hương, hắn nhìn nàng với ánh mắt nhu hòa, hai tay chạm nhẹ lên đôi gò má, Thủy Lưu Hương thấy ánh mắt nhu hòa của Sở Hành Vân, trên mặt bất chợt hiện lên một tia ửng đỏ. Nàng tuy mang tiếng là thế tử của Sở Hành Vân, nhưng cũng không có trải qua phu thế chi lễ, đối với cử động thân mật như thế này vẫn có chút xấu hổ. Vân ca ca, mời có thể hỏi huynh một vấn đề được không? Đột nhiên, trong con ngươi xinh đẹp của Thủy Lưu Hương hiện lên một tia sáng. Nàng cứ hỏi đi, Sở Hành Vân gật đầu. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi mỗi bắt đầu tu luyện, trong cơ thể không hiểu vì sao lại xuất hiện một cổ hàn khí. Dưới sự ảnh hưởng của cổ hàn khí đó, Linh lực trong cơ thể Mội tự động tiêu tán, chúng khiến Mội căn bản không thể kết nối với thiên địa, ngưng tụ ra võ linh. Thủy Lưu Hương lông mày nhíu chặt, như là bị vây trong một thứ gì đó, có chút khó chịu nói: Có phải tình huống này xuất hiện là do thiên phú của Mội quá thấp, không có khả năng tu luyện như người bình thường phải không? Hiện tại nàng vẫn chưa ngưng tụ võ linh. Nghe được lời nói của Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không khỏi có chút giật mình. Lúc đầu, khi hắn mới trở về sở chấn sau chuyến đi đến Bách Bảo lâu, hắn có nghe Sở Hồ nói qua rằng Thủy Lưu Hương đã bế quan ba ngày, nhưng vẫn không ngừng tụ ra võ linh hiện tại đã tròn 10 ngày, Thủy Lưu Hương lại vẫn không thể ngưng tụ ra võ linh, điều này có điểm kỳ quái. Dù sao theo nhận thức của Sở Hành Vân, võ linh là trụ cột tu luyện, người bình thường chỉ cần đến 2 ngày là có thể ngưng tụ thành công, cho dù có chậm trễ cũng sẽ không vượt quá 7 ngày. Sở Hành Vân vân tay, đặt lên vai của Thủy Lưu Hương, một dòng linh lực nhẹ nhàng theo cánh tay truyền vào trong cơ thể nàng, chậm rãi lưu động, cuối cùng hoàn thành một cái đại chu thiên, lục phủ ngũ tạng không có dấu hiệu bị tổn thương, kinh mạch cũng rất bình thường, duy nhất không ổn là thể chất có vẻ hơi nhược sở hành vân thu tay về nhìn thủy lưu hương cười nói muốn ngưng tụ võ linh cần phải câu thông thiên địa quá trình này phải giữ thể xác cùng tinh thần hợp nhất không thể có điểm sai sót sở dĩ nàng không thể thành công có thể hơn phân nửa là vì thể chất của nàng vô cùng suy yếu phải biết rằng trong 16 năm qua cuộc sống của thủy lưu hương không bằng một hạ nhân đừng hòng nghĩ đến tài nguyên tu luyện ngay cả một ngày ba bữa cơm đều không thể đảm bảo do đó thể chất tự nhiên sẽ rất là suy yếu vậy hàn khí đó từ đâu mà đến thủy lưu hương lại hỏi ta vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra qua trong cơ thể của nàng không có bất kỳ một điểm hàn khí nào theo suy nghĩ của ta hàn khí này hơn phân nửa là đến từ chính võ linh của nàng tuy nàng chưa thể ngưng tụ ra võ linh nhưng khí tức của nó lại có thể ảnh hưởng đến bản thân nàng đồng thời võ linh này có thể nuốt trưởng thiên địa linh lực chắc chắn phẩm cấp sẽ không thấp nghe những lời này của giả hành vân thủy lưu hương rốt cuộc cảm thấy yên tâm hơn nàng còn tưởng rằng bản thân mình không có bất kỳ thiên phú tu luyện sẽ phải liên lụy sở hành vân cả đời trong khoảng thời gian này nàng không cần phải cấp cấp ngưng tụ võ linh trước tiên hãy dùng dưỡng linh đan cố gắng tẩm bổ cơ thể khiến cho chỗ suy yếu hoàn toàn được hồi phục, tự nhiên sẽ có thể ngưng tụ ra võ linh. Sở Hành Vân cười nhẹ một tiếng, dành cho Thủy Lưu Hương một ánh mắt thích lệ, thiếu gia. Đúng lúc này, Sở Hành Vân nghe được tiếng kêu, lập tức thấy Sở Hồ xuất hiện ngoài cửa, đang vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo một tia mừng rỡ như điên. Có chuyện gì vậy? Sở Hành Vân nhận ra bộ dáng không bình thường của Sở Hồ, thiếu gia, cũng may là người kịp thời xuất quan. Nếu như chạy thêm vài ngày, phòng trừng ta sẽ trực tiếp xông vào. Sở Hồ hai mắt tản mát ra ánh sao, Lời hắn nói khiến sở hành vân càng thêm nghi ngờ, không biết đây là ý gì. Có vẻ sở hổ đã nhận thấy sự nghi hoặc từ sở hành vân. Hắn hít sâu một hơi, sau đó liên tục nói: "Nguyên lai like, ở mấy ngày trước, trong một tòa mỏ do sở ra quản lý đột nhiên phát sinh động đất để lộ ra một sơn động. Khi tiến vào trong sơn động này, cơ thể có thêm cảm giác được khí tức khô nóng đi sâu hơn, thì phát hiện ra sự tồn tại của một mạch khoáng hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch có hình dạng ngôi sao lục giác, ẩn chứa cực nóng nhiệt lượng là một loại khoáng thạch hiếm thấy. Nếu như lấy chúng để rèn binh khí." có thể khiến cho binh khí trở nên cực nóng không gì sánh được, uy lực đề thăng rất nhiều. Mà cái mạch khoáng hỏa linh thạch này, đoán chừng kéo dài trăm mét, nếu đem mạch khoáng này toàn bộ khai thác, chẳng khác nào là có một tòa núi tiền, khiến cho tất cả mọi người trong gia tộc đều ao ước đến đỏ mắt, so với việc sở hồ hưng phấn, sở hành vân vẫn thông dong bình tĩnh. Hắn là lão quái vật sống hơn nghìn năm tuổi, kiến thức rộng rãi, không thể bởi vì một cái mạch khoáng hỏa linh thạch nho nhỏ mà kinh hỉ thất thố. Nếu phát hiện ra mạch khoáng hỏa linh thạch, vậy phải gấp rút khai thác, sao phải chờ đến khi ta xuất quan sở hành vân biết rõ một cái mạch khoáng hỏa linh thạch đối với sở gia trọng yếu bực nào dựa theo tính cách của sở hồ đúng ra trước tiên phải khai thác mới đúng lý do gì lại chờ sở hành vân xuất quan thiếu gia người có chỗ không biết sơn động kia ngoại trừ có mạch khoáng hỏa linh thạch còn tồn tại một lớp sương mù dày đặc cổ sương mù này ngưng mà không tán chỉ cần hút vào vài hớp sẽ khiến đầu óc choáng váng linh lực trong cơ thể cũng sẽ trở nên cuồng bạo căn bản không cách nào ở lâu sở hồ thở dài hắn cũng biết mạch khoáng hỏa linh thạch chân quý như thế nào nếu khai thác chậm trễ rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của những gia tộc khác nhưng cổ sương mù dày đặc này khiến hắn không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chờ sở hành vân xuất quan rồi hỏi ý kiến hắn sở hành vân nghe được lời của sở hồ cũng hơi sửng sốt một chút theo hắn biết địa phương tồn tại mạch khoáng hỏa linh thạch hơn phân nửa là cực kỳ nóng nơi ác liệt như thế này sẽ không có linh thú lui tới lại càng không thể tồn tại sương mù dày đặc hơn nữa cổ sương mù dày đặc này lại cổ quái như vậy lại có thể khiến cho linh lực trở nên cuồng bạo chẳng lẽ nói bỗng trong đầu sở hành vân lóe lên một tia sáng tựa hồ là nghĩ tới điều gì hắn nhìn về phía sở hổ vội vàng hỏi sơn động kia ngoại trừ có sương mù dày đặc có phải còn có một cổ nhàn nhạt, nhạt vị ngọt làm sao thiếu ra biết sở hổ trợn tròn cả hai mắt cảm giác có chút không thể tưởng tượng được trả lời không sai bên trong sơn động đích sắc tồn tại một vị ngọt nhàn nhạt, nhạt càng tiến vào sâu vị ngọt lại càng đậm ta đã biết chuyện gì đang xảy ra sở hành vân khóe miệng hơi nhếch cười nhạt nói đi thôi mang ta đi nơi đó một chuyến tu lệnh thấy trên mặt của sở hành vân biểu hiện sự tự tin sở hồ trong lòng có chút hưng phấn không biết vì sao từ sau đại hội gia tộc sở hồ có một cảm giác đặc biệt tự hồ chỉ cần có sở hành vân hết thảy mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng kết thúc video các bạn vừa nghe chuyện linh kiếm tôn trên kênh triệu gia để chúng mình có thêm động lực ra video nhanh hơn các bạn nhớ phải like thật mạnh nhé mãi yêu các bạn ahihi